Hay là không được vào thì cũng không quan trọng lắm ạ. Nhưng mà nếu mà được 50 triệu đồng thì càng vui hơn. Niềm dạ, vui sẽ được nhân lên gấp nhiều lần. Dạ, đúng không nào? Dạ. Vâng, cảm ơn bạn. Chúc bạn nhiều may mắn. Dạ. Bạn Nguyễn Lê Phương Thu. Dạ. Chúc sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn anh ạ. Bạn nói ghét bị bỏ rơi. Bạn nói bạn rất nóng tính. Vậy bạn sẽ hành xử như thế nào khi bị bỏ rơi? Em nghĩ rất là bình thường. Có lẽ em cũng không nói gì đó. Mình nóng lên rồi cũng vậy thôi. Mình nóng lên thì cũng vậy. Dạ. Nhưng mặc dù mình nóng tính. Dạ. Nhưng mà khi bỏ rơi thì mình cũng không nóng tính làm gì. Dạ. Bởi vì nó quá đi cái sự nóng tính của mình. Dạ đúng, đúng rồi không? Và dạ, hôm nay nếu như mà bạn nhận được giải thưởng 50 triệu đồng, bạn sẽ xử lý nó ra sao? Em nghĩ có lẽ là em sẽ đi du lịch và mời Phước Lan đi ăn. Mời mời tôi đi ăn, cảm ơn bạn. Mà tôi ăn là 49 triệu là tôi ăn mới hết á. Rồi cũng được đó anh. Cũng được luôn à. Dạ. Vâng, và hôm nay đến đây ủng hộ bạn là ai? Dạ có anh trai và chị gái của em ạ. À. Đâu? Dạ. Vừa rồi quý vị và các bạn đã làm quen với ba thí sinh của chúng tôi. Và hiện bây giờ cả ba thí sinh đều có cơ hội may mắn ăn nhau để nhận được phần quà mừng sinh nhật trị giá 50 triệu đồng. Chương trình chúc mừng sinh nhật hôm nay của chúng ta có 3 vòng. Ở vòng 1 chúng ta có 3 câu hỏi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay. Bắt đầu. Phải hành động, không than thở, không khóc lóc nữa. Khí giới của chúng ta là đoàn kết với cả nước. Để một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Đó là diễn viên điện ảnh Nguyễn Hậu. Đây là hình ảnh trong bộ phim Đất Phương Nam, một bộ phim rất là nổi tiếng và rất là được quý vị khán giả yêu mến. Nguyễn Hậu còn tham gia rất nhiều bộ phim khác như Thung Lũng Mang Vắng, Người Đàn Bà Yếu Đuối. Phim mới đây của anh là Dáng Cờ Tình Yêu. Các bạn thử đoán xem Nguyễn Hậu lúc tham gia đóng phim Đất Phương Nam là bao nhiêu tuổi. Đây là hình ảnh mà anh Nguyễn Hậu đóng phim Đất Phương Nam. Bao nhiêu à? Các bạn bên kia bao nhiêu? Có người 38. Tôi nghĩ rằng khoảng 42. Vâng, 50. Và bây giờ là đáp án 42. Hay quá. Và bây giờ là câu hỏi thứ hai của vòng 1. Bắt đầu. Hãy đoán xem lúc này Vi Thùy Linh bao nhiêu tuổi? Vi Thùy Linh, cô bé có cái dấu chấm xanh. Thật ra đó là hình tuổi thơ của Vi Thùy Linh. Sinh ra Hà Nội, học Đại học Báo chí Tuyên truyền, là tác giả của hàng nghìn bài báo. Nhưng thơ mới là sự nghiệp chính của Vi Thùy Linh. Cái hình có chấm xanh phía trên đó là Vi Thùy Linh lúc còn nhỏ. Bao nhiêu các bạn? Tôi thấy có nhiều người để 8. Tám tuổi, chín tuổi, mười tuổi. Nhiều khi người ta 15 nhắc 8, 9, 10 chết người ta nha. Bạn Phương Thu. Vâng, và bây giờ là đáp án 11. Và bây giờ là câu hỏi cuối cùng của vòng 1. Bắt đầu. Tôi đã làm phim hoạt hình khoảng 30 năm rồi. Trọng Trinh là một người bạn cũng đã từ tấm bé của tôi. Bây giờ ngược lại các bạn thử xem chân dung của tôi và đoán xem tôi bao nhiêu tuổi. Đó là họa sĩ Hà Bắc. Anh là một trong ba người đầu tiên làm phim hoạt hình 3D và từng đoạt 3 giải quốc gia về họa sĩ diễn xuất trong phim hoạt hình. Anh cũng từng đoạt giải đạo diễn xuất sắc và giải bông sen vàng với phim hoạt hình Sự Tích Cái Nhà Sàn. Các bạn đoán xem đạo diễn Hà Bắc bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu? Bao nhiêu ạ? Bao nhiêu? 52. 62. Bao nhiêu ạ? 43. Các bạn nên nhớ, nhiều khi nhìn mặt rất là trẻ trung nhưng mà đạo diễn rất là lớn tuổi. Nhiêu? Bạn Phương Thu, bạn đoán là bao nhiêu? Em đoán khoảng là 50. 50. Bạn Yến? Dạ em đoán 52. Vâng. Và bây giờ đáp án. Năm nay là năm Đinh Hợi. Mà tôi, năm sinh của tôi cũng có một chữ đinh, đó là năm Đinh Dậu, vừa tròn 50. Vâng, thế là có nụ cười, hai nụ cười, ba nụ cười. Và như vậy, kết thúc vòng 1 ngày hôm nay, người đang tạm dẫn đầu đó là Trần Thị Yến. Xin chúc mừng bạn.
chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 2 của chương trình Chúc mừng sinh nhật. Và bây giờ là câu hỏi đầu tiên của vòng 2. Bắt đầu. Một gương mặt điển trai, một giọng hát truy lửa, một niềm đam mê sân khấu cháy bỏng. Còn bây giờ bộ dạng của anh chàng này như cây tâm. Bạn hãy đoán xem lúc này ca sĩ Nhất Thiên Bảo bao nhiêu tuổi? Đó là hình ảnh thân thương quen thuộc của ca sĩ Nhất Thiên Bảo, tên thật là Lâm Quang Vũ, là cựu thành viên của nhóm boy band 1088 rất nổi tiếng một thời và đang có những nỗ lực hết mình cho sự nghiệp hát solo. Anh cũng là một trong những cầu thủ đá banh của đội tuyển nghệ sĩ. Các bạn đón xem trước khi làm ca sĩ Nhất Thiên Bảo bao nhiêu tuổi? Mười bảy. Bạn Phương Thu lại quyết định đổi lại lên 20. Và bây giờ bạn lại quyết định là số 18. Còn bạn Yến thì sao? Em đoán 19 tuổi. Và bây giờ đáp án 18. Và bây giờ là câu hỏi cuối cùng của vòng 2. Bắt đầu. Khán giả biết về Chiều Xuân trong vai người thiếu nữ thôn quê chân lấm tay bùn. Nhiều người còn gọi chị là cô gái của nông thôn Bắc Bộ. Còn bây giờ hẳn bạn sẽ bất ngờ về một Chiều Xuân, nữ giám đốc trong phim Hoa Giả Quỳ. Bạn hãy đoán xem lúc đóng phim này, Chiều Xuân bao nhiêu tuổi? Đó là nữ nghệ sĩ diễn viên Chiều Xuân, từng được xem là một trong những diễn viên đại diện cho vẻ đẹp thầm kín của phụ nữ Việt Nam. Chị từng tham gia rất nhiều phim như Giải Hạn, Áp Thấp Nhiệt Đới, Mẹ Chồng Tôi. Hiện nay chị là diễn viên của nhà hát kịch Việt Nam và đang tham gia bộ phim Hoa Giả Quỳ. Các bạn đoán xem nữ nghệ sĩ Chiều Xuân trên hình bạn nghĩ bao nhiêu? Thấy bạn Yến đang ngồi điềm tĩnh, bạn đã suy nghĩ được bao nhiêu tuổi chưa? Dạ em chưa. Tôi nghe con số 39 và tôi có nghe con số mấy nè, 38. Bây giờ thì một vẻ mặt rất là suy tư, rất là lo âu của ba thí sinh, bạn Thúy Hạnh, bạn Yến và bạn Phương Thu. Bây giờ là giây phút hồi hộp. Đáp án. Chúng ta phải chia tay và nói lời chúc mừng. Chúc mừng với ai? Vâng, chúc mừng. Ai da, chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn. Và đành phải nói lời, bạn đừng rơi nước mắt. Anh làm em hồi hộp quá. Điểm, nếu điểm bạn thấp thì bạn sẽ được vào vòng đặc biệt, nhưng mà điểm của bạn như vậy cao quá, 15 là quá cao, làm sao mà vô vòng đặc biệt được. À, nhưng mà tôi quên, còn dấu trừ có nghĩa là âm 15, có nghĩa là bạn là con người số điểm thấp nhất, do đó bạn là người đi tiếp vào vòng. Bạn Yến là người ra về đầu tiên với phần quà mừng sinh nhật trị giá 2 triệu đồng. Và bạn Thúy Hạnh là người ra về thứ nhì với phần quà mừng sinh nhật trị giá 3 triệu đồng. Cả ba chúng ta cùng nhau chúc mừng bạn Phương Thu là người đi vào vòng đặc biệt ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đến với vòng đặc biệt của chương trình Chúc mừng sinh nhật hôm nay với bạn Phương Thu. Xin chúc mừng bạn. Bạn Phương Thu thân mến, vào đến vòng đặc biệt hôm nay bạn có thấy vất vả không? Dạ rất là vất vả. Rất là vất vả, phải suy nghĩ nhiều, phải phán đoán chính xác, đúng không? Dạ. Bạn có thấy là mệt không? Dạ rất là mệt ạ. Vòng 1, vòng 2 còn vất vả, còn mệt như vậy, đến vòng đặc biệt nó còn khó khăn nữa, gian khổ nữa. Vậy bạn có đồng ý nhường cho tôi để đi tiếp vào vòng đặc biệt không? Theo em nghĩ thì hồi nãy giờ rất là vất vả và suy nghĩ rất là nhiều, nhưng mà em cũng muốn thử xem là mình có là may mắn hay không. Có may mắn hay không? Dạ. Và tôi chúc là sự may mắn sẽ đến với bạn và bạn sẽ thành công. Dạ, cảm ơn anh. Xin chúc mừng bạn. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ, năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi, một tuổi rất dễ thương. Bây giờ vòng quay đầu tiên, nếu bạn quay vào con số 2
và con số 4 thì bạn sẽ được món quà may mắn trị giá 1 triệu đồng. Mời bạn quay vòng quay đầu tiên và chúc bạn thành công. Bạn hình như đang cầu nguyện. Số 2 và số 4. Vòng quay đầu tiên nhớ vô con số 2 và số 4, bạn sẽ được 1 triệu đồng. Số 0. Hơi mạnh. Đúng không nào? Như vậy thì rút kinh nghiệm ở vòng 2, bạn phải quay một là mạnh thì mạnh, hai là hơi nhẹ tí xíu, để mong sao vô con số 4 hoặc con số 2. Lúc này vòng 2 thì bạn sẽ được món quà may mắn bao nhiêu các bạn? 3 triệu. Mời bạn vòng quay thứ 2. Chúc bạn may mắn. Hơi mạnh, nhẹ tí nữa. Hồi nãy là con số số 0, bây giờ là con số 6, cộng lại là 6. Mà bạn là 22, có nghĩa là cần con số 16. Mà trên vòng quay chúng ta không có con số 16. Buộc lòng, chúng tôi tặng bạn chiếc thẻ may mắn để thay thế con số 16, đúng không? Và đây là chiếc thẻ của ban tổ chức tặng cho bạn. Tổng cộng hiện bây giờ bạn có 2 cơ may. Nếu bạn lấy thêm một chiếc thẻ may mắn nữa, giá trị giải thưởng của bạn sẽ giảm xuống còn 30 triệu. Nếu bạn lấy thêm một chiếc thẻ nữa, giá trị giải thưởng sẽ giảm xuống còn 10 triệu. Em lấy 3 thẻ. 3 thẻ. Vâng. Có nghĩa là một thẻ thay thế con số 16, một chiếc thẻ của ban tổ chức tặng cho bạn và một chiếc thẻ bạn chọn thêm, giá trị giải thưởng giảm xuống còn 30 triệu đồng. Bây giờ tùy bạn, bạn thích con số nào bạn cứ để, miễn cách hồ ra. Thay đổi gì nữa không? Dạ không ạ. Không thay đổi. Nếu như bạn không thay đổi, hoặc như bạn còn băn khoăn cái điều gì, bạn muốn dừng cuộc chơi ở đây, bạn ra về, bạn sẽ nhận được 3 triệu đồng chúc mừng sinh nhật và được quyền chọn một trong 3 gói quà kia. Có gói quà là 10 triệu, có gói quà là 1 triệu, có gói quà là một lời chúc mừng sinh nhật. Bạn chọn phương pháp nào? Quay tiếp hay là dừng? Em quay tiếp ha. Quay tiếp, vâng. Dạ. Bạn chọn phương án là quay tiếp để nhận được 30 triệu đồng. Trường hợp hôm nay tôi thấy tôi may mắn. Tôi muốn bạn chia sẻ cho tôi. Bạn đưa cho tôi quay, bạn sẽ ra về nhận được 3 triệu đồng và 10 triệu nữa. Nhường tôi quay, bạn chọn cái nào? Thì em đã vô tới đây thì em có nghĩa là em rất là may mắn. Nhưng mà bạn giải pháp an toàn là bạn đã có 10 triệu. Nếu như tôi đưa bạn 30 triệu, bạn cho tôi quay, bạn có chịu không? Chịu. Mời bạn quay. Vâng, nói gì thì nói thì tôi vẫn chúc cho bạn Phương Thu nhiều may mắn. Và giải đặc biệt sẽ thuộc về bạn khi vòng quay